Xin chào các bác đã đến với kênh Chuyên Xe Đạp, một kênh chuyên đánh giá review các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Và hôm nay em sẽ đánh giá chi tiết cho các bác một cái xe đạp hiệu Java của Ý, Java Cuoco. Con này là khung rôm, khung nhôm càng carbon, khung dẹt khí động học và bánh bi vòng cối lổ các bác nhé, được trang bị bộ chuyển động Shimano 105. Giờ em sẽ vào và quay chi tiết cho các bác xem. Đây có Ý, hiệu này là của Ý, Cuoco Java. Về phần sơn các bác nhé, vậy nó có bay không cung càng carbon, vân carbon các bác. Bánh bi vòng được trang bị tay lắc Shimano 105, ghi Ford DK của hãng Java. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động cho các bác xem nhé. Size là từ tâm trục đạp này đến khóa cọc yên là size 48, size 48 trong đứng, giống ngang là 52, giống ngang là 52 các bác nhé. Xe này thì phù hợp với các bác cao từ 1m64 đến 1m74 là đi ok. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Rồi các bác, bây giờ em sẽ vào chuyển số chi tiết cho các bác xem. Chuyển níp được trang bị củ đè 105, tay lắc 105. Rất là mượt mà các bác nhá. Bánh là bi vòng cối lổ. Mình chụp dẫm cho trọng lượng nhẹ và may ơ đi vòng cối lổ vành nhôm cao bản thì rất là chắc chắn, nhôm cao bản cho nên là nó khỏe. Đấy, phần trước cũng là đi vòng luôn các bác. Khung nhôm càng carbon, trang bị bộ chuyển động Shimano 105, vành nhôm bi vòng cối lổ cao bản. Xe có giá bán bên em là 12.500.000, bao ship tặng nhà cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ Zalo trên số điện thoại màn hình 0975 709 943 để xem, để với em tư vấn cụ thể về chiếc xe nhé. Cảm ơn các bác đã xem video và các bác nhớ đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe đạp đẹp khác em đưa lên trên kênh. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.